Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ để bù lại thời gian nghỉ vừa qua để phòng chống COVID-19. Đơn vị thi công đang huy động nhân lực và máy móc thiết bị để thi công phần cầu và đến nay đã đạt 34% khối lượng. Hạng mục tuyến đường đến nay cũng đã đạt 26% khối lượng. Tính tổng giá trị thi công của toàn dự án này thì đã đạt 31% khối lượng. Dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò là dự án trọng điểm của thành phố, được khởi công vào tháng 12 năm 2019 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 5 năm 2021. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 180 tỷ đồng.